Bữa nay chích sao rồi? Nghỉ 2 ngày sao rồi? Đi khám sao rồi? Hẹn tiếp nữa, đi chín cây đi nữa. Hẹn lại tiếp nữa hả? Ừ, nó mới tụ mũ à, nó chưa cho mổ. Nếu mà mổ cư là 10 triệu. Mổ tư là 10 triệu. Rồi sao hôm qua nghe Lâm nó chia sẻ là gì, chích trốn viện, trốn bác sĩ là sao? Ờ, có giấy nè. Cây mà dài vậy nè, bằng ly nóc ai dám cho nó thọt. Bệnh thì mình phải có sợ lắm vậy nói hả? Người ta điều trị cho mình mà, chứ không phải là người ta làm gì đâu mà mình sợ. Người ta cũng muốn điều trị bệnh cho mình thôi mà, làm sao mà sợ, phải trốn bác sĩ như vậy. Chỗ bác sĩ chuyển viện luôn hả? Chuyển viện luôn. Rồi giờ chuyển đi đâu? Chuyển qua ông bú khác, bú trôi này nè. Vậy đó hả? Mai mốt cũng quay về mổ à, nó ùn cu cho cô sợ á. Rồi trong mình thấy khỏe không rồi, có ai đi ra bán nữa rồi? Bớt rồi đi, mới khám về đó. Mới đi khám về hả? Sao không nghỉ ngơi chứ? Nó hẹn tiếp nữa, khỏe rồi đi bán, nằm hoài chết tao ông nội. Rồi hôm nay lãnh nhiêu tờ đây? 400. 400 tờ hả? 4 triệu á, bán ra 4 triệu mấy. À, 360, 4 lần vậy là nhiêu? 360, 4 lần hả? À. 360 là 720 là 1 triệu 4, 50 này bán ra 4 triệu mấy. Nếu này bán ra 4 triệu mấy á, mới đủ tiền lời luôn. 400 thì 400 tờ là 400. Thì 4 triệu thì bán ra được 4 triệu 4. 4 triệu 4 với 40 phải không? Đúng rồi, 4 triệu. Đưa nó lại là 3 triệu 920, thiếu nó 5 tờ số. Là tối về bán cho 4 triệu đi, nó tối lại 30. Đó, vậy á. Hôm nay thì chắc biết ngày gì không? Ngày gì? Hôm nay là ngày thứ ba. Cái ngày gì? Lễ Phật Đản à. Lễ Phật Đản phải không? Đâu, Phật Đản qua rồi. Hôm qua ở đây có làm lễ không? Không. Kìa. Bữa nay thì chắc sẽ thấy được Vivi giả lộ quá chàng con gái. Vivi bán này hả? Vivi với Vi Nhung. Giả gái rồi chắc coi. Làm lễ đây hả? Mấy ngày Lâm quay với thằng gì quay có ngừng không? Đó, qua đây không có gì chết nè. Tại ông Phương quay không ạ? Dán bán bữa hai bữa bắt đầu đi khám tiếp. Đủ má chán. 19 hả? 19 bữa nay 17 rồi. 17 rồi. Nè nói nghe nè. Cứ vòng cọt cái này 350, làm cái kia 200 mấy, cứ lắc nhắc 200, 300 nó kéo vậy đó. Giờ con Phương đưa 3 triệu vô đóng trước, có giấy luôn, đưa cho thằng Lâm coi nó quay hết á. Vậy là đóng trước 3 triệu rồi hả? Đóng trước 3 triệu rồi đó, chờ cái này nó vô gom lại mũ hết, đầu lên bằng mổ. Nó nói tiểu đường gì cũng mổ hết á, tự chị bị nặng quá rồi. Nó đường chị huyết áp gì lên toàn 300, 400, ai dám mổ mày. Đó, nó cứ kéo hoài. Đợi 2 ngày nữa là để cho nó mũ nó gom lại. Nó gom lại xong rồi. Kéo hoài mẹ ơi, con Nghi nó kéo cầu 1 tháng á, con Nghi mới làm được. Nè, cô tao hôm nay nó nhất không cho nói. Nó nhất hôm nay xuống tới đây rồi nè. Đó, nó xuống tới đây rồi đó. Nếu mà muốn gom mũ lẹ là vì chức phải mua ra gốc cá á.
về chất đâm ra rồi chất đắp đắp lên nè là từ từ mũ nó gom lại là được. Okay. À tao mua lục bình ngon hơn phải mua ở đâu á, người ta nói lục bình á tự nhiên cái đầu nhọn nó cao là một nhọt u bào gì đó, nó nói lan tràn bào gì đó Lâm biết á, Lâm cũng quay hết với hàng Tâm đó. Không mà con thì cái theo dân gian á, theo mà nhân gian mà những cái bột nhọt đó mà muốn gom mũ cho lẹ đó, thứ nhất đó là người ta dùng cái dao gấp cá người ta đâm ra đắp vô, thứ hai nữa là mấy cái đọt mà đọt bùm bập á, vì chứ biết không, bùm bập á, bùm bập của mình á, mình hái dạng như nữ thì 9 đọt, nam thì 7 đọt cái đó, mình bỏ tí muối vô mình đâm, mình đắp vô là mũ nó gom lại. Dễ cho gặp Việt Kiều mua hết đi mừng. Cánh trà bữa mua em 3 triệu, 6 triệu đó. Ông nói ra hay mua hết lắm, tội nghiệp cũng gặp ổng. Cưng cần. Nói chung là tùy duyên thôi, nếu mà đúng rồi. Người ta ủng hộ thì chết. Cưng cần là gia tu, cần gia tu cha đó đó. Cái giái trời với Phật giới địa đi. Cứ mà giao mẹ ông này đi xây chuyển cho. Trời ơi, tao với Hưng đi giái đó, chùa đó linh lắm á, tao nói đi giái đó. Bữa này kêu là tao đang lên bàn để tao cự máu giúp tùm lum. Nhà nằm giết chết luôn, hổ Lâm tao đi hả cám, tao cối luôn. Lâm vô quay chưa kịp. Nhờ ông thầy tu hôm qua, ông thấy tội vậy, ông cho tiền đi cự máu, tự bào chế. Ông cho 1 triệu là cấp Lâm vô đó với ông Toàn. Cái chừng nào chị chất mổ đi, ổng đi kiếm nhà, ổng cho Lâm quay. Nào chất mổ ổng lên cho tiền kiếp. Kêu mấy này nè xin tiền cho chị đi mổ cư đi thôi. Trời ơi, mổ Việt Nam cũng chưa cái gì mổ cư. Nói cho chị chất mổ lẹ, thịt chị độc lắm. Nói giấy trời cho suôn xẻo luôn đi, ngày nào cũng niệm Phật hết đó má. Ăn không được uống nước không, sữa cụ này đem lên là câu uống á. Uống với uống tiếng á, ăn không có được, ăn vô lỗ. Sáng công 2-3 giờ khuya tao uống với nước cũng chết rồi đó. Cái nhà chở vô bệnh viện. Có nhiều người ta comment người ta nói vậy nè. Nước yến á, nước yến dưới gì, dưới ensure á, là nó có đường ở chỗ. Không, tụi này nó mua không có đường. À, đường vậy hả? Mấy đứa này đem lên tao uống để có kịp trức á, không có đường. Cái có kịp trức được, cái Lâm nó bắt đầu chở đi tiếp. Bây giờ thì chất phải kiên ăn dữ lắm luôn. Còn gì mà mốt mổ còn kiên dữ nữa á. Kiên cử mới mổ lại được chứ, chứ sức khỏe gì chứ kéo dài là không được đâu. Nó nói tiêu lắm. Nó nói đường huyết với đường bào chế cao gì càng lên quá trời, có 300+. Nó chức lên quá trời. Nó nói trời ơi, mình nhìn coi tao có ăn gì. Đang nằm cái đầu con nó giật vậy nè. Tụi cũng có chết ủi ra nước không à. Tối nhà hết hồn, tụi ra nước, ủi ra nước hết nữa. Giá trời gặp một cha Việt Kiều đó lên mua giùm đi. Mà nhắc ổng là ai giục cho ổng lên à. Mấy lần vậy đó. Con nhắc cái chiều tối trưa là giờ này nè. Tự dặn ông của họ lên có em anh vô khẳng đại đi gặp em. Em bệnh hoài chưa lên bằng mổ. Em giàu có hỏi mới nằm hoài viết liệt giường thôi đi ra đây đỡ đi. Đó anh Lâm vô lúc nào là có đi khám bệnh đâu có nhà. Có sợ vô trúng nhàng cha khùng đó chạy dí nữa. Bữa lên sao ẩm chó xuống ngưng đi dục cường chết. Ẩm chó ỉa ngay chỗ nào nằm tao không. Họ nổi liền lớp tao gốm mấy cái đó em tao mới đi lau nhà. Tẩy xà bông, tẩy tùm lum. Thôi đầu giờ thôi con mở hàng cho dì chức nha. Dì chức lợi con 5 tờ đi. Để con mở hàng cho dì chức đi. Mong là bữa nay dì chức sẽ bán hết sớm. Vậy gặp dì già dì con mỗi hương tắm đi, đừng có lựa một cặp chúng thì chúng luôn, thấy không? Chúng tờ thôi. Đó. Chúng tờ đủ xài rồi. Rồi chiếc lựa con 5 tờ đây. Đây, rồi, 2 tờ. 3 tờ. 4 tờ. 11. 5 tờ. Rồi.
Tối nay chắc có đóng tù. Tối nay Vivi, tối nay là Vivi với Phi Nhung sẽ giả thành những cô nàng công chúa, sẽ đi tiếp khách đó. Rồi chất lá thì chất vô hai bộ áo, hai bộ đồ biển tắm luôn, rồi ra đây đi khách. Ôi khùng quá mày. Tại vì bữa nay là ngày biết ngày gì không? Lễ Phật đản. Không, hôm nay là ngày quốc tế chống kỳ thị cộng đồng LGBT. Là gì chứ, cho dù gì chứ mặc đồ bikini gì đó là gì chứ cũng được người ta tôn sùng gì kia đó, yêu mến chứ không có kỳ thị đó. Rồi cập nhật gì chứ đầu giờ nha cả nhà ơi. Đó, hôm nay là gì chứ cũng chưa có mổ luôn nha cả nhà, là hẹn 2 ngày nữa. Nó kéo cầu cơn hắn ấy luôn. Kéo hắn mấy nữa mới mổ hả? Ồ, bà hỏi mà bác sĩ cứ luồn gạt cầu hoài, không sợ cơ trốn á. Rồi cái tháng mấy đó là gì chết là không có tiền đâu, mẫu luôn đó. Ừ, đó. Không ai cho mình hoài được đâu. Tôi nói anh làm đi trời, chết tôi, anh kéo gì chết tôi rồi. Gần có ngày bắn mắt nữa, hai cái dùng chỗ sao ta chịu nổi. Phải ngừng bắn mắt lo này. Thì chết phải có cố gắng làm sao cho nó nhanh gọn lại. Chứ thì chết kéo dài gì là nói chung là người ta hư rồi thương, mà không ai mà cho tiền chết hoài được đâu. Đâu đúng đó. Con này là con nói thiệt á. Người ta thương là thương một thời gian thôi. Nó dạng như nghe gì chứ nói là đi mổ thì người ta sẽ hương chứ người ta cho. Còn mà kéo dài kiểu này hoài, người ta đâu có tiền đâu, ta cho hoài. Chắc chết luôn. Thì đó thì chứ cũng phải nói với bác sĩ gì đâu. Với lại người ta làm cái gì đó thì chứ phải phối hợp với người ta. Chứ cái gì đâu mà bỏ trốn rồi gì là nhập viện mà trốn viện. Dạ, ta bỏ trốn hoài rồi má. Sao mà chỉ được? Mình muốn cái bệnh mình mau hết thì mình phải hợp tác với bác sĩ chứ. Mày biết nói chuyện mày lớn tiếng tao cũng đau. Mày biết gặp vậy rồi. Nhưng mà mình bây giờ thà là đau một lần đi, người ta lấy ống nội soi để ta kiểm tra xong tao bảo liền cho mình. Thà đau một lần rồi thôi. Chứ đừng có để mà đau dai dẳng tháng này qua tháng nọ. Như vậy nó càng khó chịu cho bản thân của mình hơn nữa. Cả nhà ơi, vừa qua thì Thái cũng đã cập nhật cái tình hình sức khỏe của Diệp Chức nha cả nhà, thì cũng chưa có mổ nữa cả nhà. Đó thì bây giờ chỉ nên là đợi thôi. Rồi Thạch Vinh Kha mới ngồi đi Diệp Chức. Thạch Vinh Kha lại la.